Sự việc đã xảy ra vào lúc 9 giờ sáng ngày 25 tháng 9. Một số người dân thuộc tổ 28, khu 8, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí đã nghe thấy một tiếng kêu cứu thất thanh của một người phụ nữ vang lên tại phòng trọ số 5, khu nhà trọ của gia đình anh Hưng đã cho Bùi Mạnh Cường thuê trọ. Khi người dân chạy đến nơi thì đã nhìn thấy chị Nguyễn Thị L, vợ của anh Cường đang kêu la đau đớn trong tình trạng trên mặc áo hở cúc, ở dưới thì trần truồng. Một tay chị L che lấy ngực, một tay che lấy vùng kín, huyết dính trên tay và loang lổ ra khắp nhiều nơi trên chiếc áo của chị. Khi người dân hỏi chuyện gì xảy ra thì mới biết được chị L vừa bị anh Cường gây thương tích ở vùng kín sau khi xảy ra mâu thuẫn. Ngay sau đó, một số người dân đã gọi xe taxi để đưa chị L đi cấp cứu. Bản thân của Bùi Mạnh Cường sau khi gây thương tích cho vợ cũng đã cùng với người dân đưa chị L ra xe. Sau đó, Cường đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ngay sau đó, công an tỉnh Uông Bí đã ra lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Bùi Mạnh Cường và khởi tố Bùi Mạnh Cường về tội cố ý gây thương tích. Nạn nhân Nguyễn Thị L được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí trong tình trạng hoảng loạn. Bác sĩ Trần Viết Tiệp, Giám đốc Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí cho biết, sáng ngày 25 tháng 9, bệnh nhân L được đưa vào viện trong tình trạng hoảng loạn, vết thương tại vùng kín bị vật cứng gây ra với kích cỡ là 10x7cm. Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, bệnh viện đã huy động những bác sĩ giỏi có chuyên môn cao để làm phẫu thuật ghép da cho bệnh nhân. Dù bị vết thương ở vùng kín khá nặng, nhưng bệnh nhân đã dần hồi phục, sức khỏe bệnh nhân đã tạm ổn định hơn. Theo tìm hiểu được biết rằng, trước đó chị L đã ly hôn với người chồng cũ và có hai người con. Riêng đối tượng Cường thì mới được mãn hạn tù vì tội sát hại người. Năm 2006, chị L và Cường cưới nhau. Hàng ngày, Cường làm nghề tóc để trang trải cuộc sống cho gia đình, Cường đã lôi cả vợ đi làm cùng. Hai người đã dành dụm được tiền để xây nhà, nhưng được một thời gian thì cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt nên đã quyết định sống ly thân. Đến với nhau trong cảnh rổ rá cảm lại, những tưởng cuộc sống sẽ có nhiều hạnh phúc khi cả hai đều đã từng nếm trải những đắng cay của cuộc đời. Nhưng nào ngờ, hạnh phúc lại chẳng tày gang khi người chồng từng mang tiền án sát hại người trở lại với cái thói côn đồ, thường xuyên tra tấn, đánh đập vợ con đến thậm tệ. Thậm chí là y còn lạnh lùng dùng những hung khí sắc nhọn xẻo ngay vùng kín của vợ gây ra thương tích nặng, khiến cho người dân địa phương ai nấy đều rất bất bình. Theo lời khai ban đầu của đối tượng này tại cơ quan điều tra, nguyên nhân dẫn đến việc đối tượng đã ra tay gây thương tích vùng kín cho vợ là do Cường đã ghen tuông. Khi nghĩ rằng chị L có một người đàn ông khác trong thời gian hai người sống ly thân nên đã lạnh nhạt với Cường. Người dân sống quanh khu vực này đều bàng hoàng khi biết tin Cường đã khống chế vợ trong phòng trọ, rồi lạnh lùng sử dụng vũ lực đối với người đã từng đấu ấp tay gối với mình bằng những phương pháp độc ác không khác gì thời Trung Cổ, đó là dùng hung khí xẻ một phần vùng kín của vợ chỉ vì mâu thuẫn do y nảy ra suy nghĩ ghen tuông. Bởi theo đánh giá của những người dân, đối tượng Cường từng có tiền án về tội sát hại người và đã từng thụ án 18 năm tù. Tuy nhiên, sau khi ra tù và trở về với cuộc sống thường ngày, Cường lại là một người khá hiền lành, sống hòa đồng với mọi người xung quanh. Tại tổ 15 khu Bí Giàng, nhiều người dân cũng đã tỏ ra thất kinh khi nghe thông tin chị L đã bị Cường xẻ vùng kín. Chị Phạm Thị Diệu, nhân chứng đã chứng kiến toàn bộ vụ việc hy hữu trên, khi nhắc lại những gì đã được chứng kiến thì vẫn chưa hết bàng hoàng và kinh khiếp. Theo lời của chị Diệu, thì vào buổi sáng ngày hôm ấy, khi cả xóm trọ và các hộ dân xung quanh đều đã đi làm, chị Diệu đang ở trong nhà trọ thì nhìn thấy chị Thường, một người hàng xóm khác chạy sang báo là có nghe thấy tiếng kêu cứu của một người phụ nữ tại phòng trọ số 5 của Bùi Mạnh Cường đang thuê. Khi đó, chị và chị Thường đã cùng nhau chạy sang phòng trọ này để xem điều gì đã xảy ra. Khi sang tới nơi thì thấy đối tượng Cường đang đứng ở cửa phòng. Bên trong thì chị L, vợ của anh Cường, đi ra trong tình trạng khoác áo nhưng lại không cài cúc, ở dưới không mặc quần và có vết huyết loang ra. Nhìn thấy vùng kín của chị L loang lổ huyết dịch, hai người đã ngay lập tức gọi một thanh niên trong xóm và nhờ gọi taxi đưa chị L đi cấp cứu. Còn anh Cường thì đi theo xe được một đoạn, rồi anh ta lên thẳng trụ sở công an để đầu thú. Nói về đối tượng Cường, chị Diệu cũng cho biết, từ ngày Cường chuyển đến đây sinh sống và làm nghề tóc gần khu vực này, bình thường thì Cường rất hiền lành, hòa đồng với mọi người. Nào đâu, chỉ vì nông nổi trong suy nghĩ mà Cường đã hành động kinh hoàng đến thế. Một người hàng xóm của Cường cho biết, mặc dù mọi người biết Cường là một người có tiền án nhưng ai cũng yêu quý y. Cường là một người hiền lành, sống hòa đồng với mọi người. Nhưng không ai có thể ngờ được hắn lại đang chỉ khoác lên mình một vỏ bọc giả tạo
để che giấu đi phần thú tính khó gột rửa bên trong. Gặp lại chị L tại bệnh viện nơi mà chị đang được điều trị, thì chị L đang trong tình trạng khá tỉnh táo, nói chuyện cười đùa như cơn đau thể xác không hề tồn tại. Tuy nhiên, khi nhắc đến chuyện người chồng vũ phu, mặt của chị bỗng biến sắc và hiện lên những nỗi lo sợ. Trái với thông tin của những người dân cho rằng Cường là một người hiền lành, đã thay đổi bản thân từ khi ra tù, thì chị L đã luôn miệng gọi chồng là con rắn độc. Bởi bề ngoài, hắn đã tỏ ra tử tế với người ngoài, nhưng lại thường xuyên đánh vợ tơi bời. Thậm chí là nhiều khi hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, hắn đã không ngừng dùng vũ lực đối với chị. Kinh khủng hơn, hắn còn nhiều lần dọa sát hại vợ bằng cách lấy dây điện và vót hai đầu cắm vào ổ điện, để chị bị điện giật thiệt mạng thì mới thôi. Cứ như vậy, một đầu thì cắm vào ổ điện, một đầu dí về phía của chị L. Chị L đã kể lại cơn ác mộng kinh hoàng ngày hôm đó. Cường đã lấy lý do gọi chị đến phòng trọ. Khi chị vào đến phòng thì Cường đã chốt cửa trong phòng. Sau đó, hắn đã trói chị từ 6 giờ sáng đến 9 giờ trưa. Trong lúc trói, Cường vẫn cứ đun nước, pha trà, ngồi hút thuốc và rửa mặt. Sau đó hắn để hai con hung khí, một ở cổ, một ở bụng, sau đó lại tra tấn chị không khác gì thời Trung Cổ. Hắn tác động vũ lực từ từ và dần dần để cho chị kêu la trong đau đớn. Khi đó chị biết hàng xóm có người nên đã kêu cứu to lên. Cường không cho kêu và hắn dọa nếu kêu lên thì hắn sẽ sát hại chị. Tiếp đó Cường đã dùng hung khí sắc nhọn rồi cắt đi một phần của vùng kín của chị. Lúc đấy chị đã quá mức đau đớn và phải kêu cứu lên thì hàng xóm mới biết tin và chạy đến giải thoát. Hạnh phúc chẳng tay gang khi cuộc sống có rất nhiều mâu thuẫn, Cường ngày càng phát xít và trở thành một con rắn độc. Với chị L, khi hai vợ chồng không còn có thể chung sống hòa thuận được nữa thì hai người đã quyết định sống ly thân. Dù đã chia tay được vài năm nhưng người chồng ấy từng mang tiền án sát hại người luôn luôn giở thói côn đồ. Hắn thường xuyên tìm đến chị rồi thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Có lần hắn còn mang xăng sang nhà chị rồi đốt lửa hòng thiêu sống chị. Sau khi ly thân thì Cường đã đi ra ngoài thuê trọ ở riêng. Nhưng không hiểu vì sao hắn nghe đâu đó phong phanh cái tin đồn chị L đã có tình cảm với một người đàn ông khác nên hắn liền cảm thấy ấm ức trong người. Do đó hắn đã nhẫn tâm tìm chị rồi tiếp tục giở trò vũ phu. Ngay sau khi vụ án xảy ra, công an thành phố Uông Bí đã ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Bùi Mạnh Cường, sinh năm 1962, thường trú tại tổ 28 khu 8 phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, để điều tra và luận tội về hành vi cố ý gây thương tích khi y đã dùng hung khí để xẻo đi một phần vùng kín của vợ mình là chị Nguyễn Thị L, sinh năm 1974, trú tại Yên Thanh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Một bản án thích đáng đã được chuẩn bị sẵn cho Cường và mong rằng một lần nữa ngồi vào những sóng sắt, hắn sẽ thật sự sám hối về những tội lỗi mà mình đã gây ra. Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, quá bức xúc khi người chồng khốn nạn nhiều lần giở trò đồi bại với con chồng, người vợ không giữ nổi bình tĩnh đã lao vào cắt phăng cuộc quý của chồng. Vụ việc đã được công an làm rõ và truy tố. Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La cho biết đã có kết quả điều tra, đề nghị truy tố bị can Hà Thị Nguyệt, sinh năm 1986, trú tại xã Triềng Hạc, huyện Yên Châu về tội cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần kích động mạnh. Kết luận điều tra xác định, năm 2006, Nguyệt kết hôn với anh Trần Văn Bình, sinh năm 1987 và có một người con gái chung là cháu Loan, sinh năm 2007. Quá trình sinh sống do không hợp nhau nên tháng 8 năm 2008, Nguyệt và anh Bình ly hôn, cháu Loan về sinh sống cùng mẹ. Đến năm 2016, Nguyệt tìm hiểu và kết hôn với Nguyễn Văn Hoan, sinh năm 1993 và có hai con chung. Đến khoảng tháng 3 năm 2012, do phát hiện thường xuyên bị mất trộm tiền nên ngày 19 tháng 3, Nguyệt đã tự mua một chiếc camera nhỏ giấu kín với mục đích theo dõi xem người nào lấy trộm tiền. Khoảng 14 giờ cùng ngày, Nguyệt về nhà lấy thẻ nhớ trong thiết bị camera ra xem thì phát hiện đoạn video ghi lại cảnh chồng có hành vi quan hệ tình dục với cháu Loan ngay tại giường ngủ của hai vợ chồng. Tiếp đó, Nguyệt đã đưa cháu Loan đến bệnh viện để khám và được cháu cho biết từ ngày 27 tháng 8 năm 2020 đến ngày 19 tháng 3 năm 2022, Nguyễn Văn Hoàn đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu Loan rất nhiều lần bằng các thủ đoạn đe dọa, ép buộc quan hệ tình dục. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi đến quý vị ngay sau khi có thông tin mới nhất. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Đau xót gần 4 năm tìm con.
tại một sự kiện ở Bình Dương, chị họ của Diễm My từng lộ diện. Cô gái này đã kể về quá trình mình và em họ gặp Huyền Trân, thí sinh The Voice Kids. Cô gái này cho hay khi mới quen, không biết Huyền Trân là người đến từ tỉnh Thất Bồng Lai, mà chỉ biết cô là thí sinh của The Voice Kids. Khi thấy Huyền Trân tham gia The Voice Kids, mình đã hâm mộ em ấy. Ngoài giọng hát, chính hoàn cảnh mồ côi không cha không mẹ của Trân khiến mình cảm mến. Sau này, nhân chuyến từ thiện tại Vũng Tàu vào tháng 4 năm 2019, có sự góp mặt của Huyền Trân nên mình mới rủ My đi cùng. Bởi em họ mình là người sống nội tâm, ít tiếp xúc với mọi người nên muốn em ra ngoài khuây khỏa, người này kể. Cô gái này cho hay khi mới quen, không biết Huyền Trân là người đến từ tỉnh Thất Bồng Lai, mà chỉ biết cô là thí sinh của The Voice Kids. Khi thấy Huyền Trân tham gia The Voice Kids, mình đã hâm mộ em ấy. Ngoài giọng hát, chính hoàn cảnh mồ côi không cha không mẹ của Trân khiến mình cảm mến. Sau này, nhân chuyến từ thiện tại Vũng Tàu vào tháng 4 năm 2019, có sự gặp mặt của Huyền Trân nên mình mới rủ My đi cùng. Bởi em họ mình là người sống nội tâm, ít tiếp xúc với mọi người nên muốn em ra ngoài khuây khỏa, người này kể. Sau lần Diễm My bỏ đi lần đầu tiên, ngôi nhà vợ chồng anh Võ Văn Thắng và chị Đoàn Thị Tuyết Mai chưa một ngày bình yên. Nhiều đêm nằm nghĩ, tôi ước rằng mình mất đi khối tài sản nào đó, có lẽ nó sẽ đỡ đau đớn hơn mất con, anh Thắng nói. Sau lần cạo trọc, mái tóc nó mọc lại đã dày, khỏe hơn rất nhiều. Tôi nói với con rằng, con vấp ngã chỗ nào, đứng lên chỗ đó. Nó cũng dạ vâng nghe lời, vậy mà không ngờ có ngày nó lại bỏ chúng tôi mà đi, chị Mai nghẹn ngào. Lần đầu tiên, Diễm My bỏ nhà đi là vào năm 2019, trước thềm đi du học. Sau đó, hai anh chị được gặp lại con tại trụ sở công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Vào ngày 11 tháng 6 năm 2020, Diễm My đã bỏ trốn lần nữa. Lần đó, mẹ Diễm My đưa cháu đến trường học để hoàn thành thủ tục bảo lưu. Lúc sắp về, cháu có xin đi vệ sinh rồi lẩn trốn vào đám đông bỏ chạy. Chỉ trong một tích tắc, Diễm My đã vụt khỏi tay mẹ. Vợ tôi sốc đến mức ngất xỉu. Tôi vừa đỡ vợ, vừa gọi cho anh em bạn bè tỏa nhau đi tìm. Tính đến thời điểm hiện tại, tôi đã tìm kiếm cháu hơn một năm rưỡi. Mỗi lần có thông tin về những nơi có thể tìm thấy con, tôi đều chạy đi. Từ những cơ sở thiện nguyện cũ của ông Lê Tùng Vân cho đến những ngôi chùa ở miền Tây, chúng tôi chưa bao giờ bỏ sót bất kỳ thông tin nào liên quan đến con mình. Trong suốt thời gian qua, vợ chồng tôi chưa có một ngày bình yên. Chúng tôi bỏ hết công sức, thời gian, tiền bạc ra để tìm kiếm, mong một lần có thể gặp lại con mình nhưng vô vọng, anh Thắng, bố của Diễm My, nói. Từ khi Diễm My ra đi, cô có gọi về nhà hai lần. Một lần là nói mình đang ở Vũng Tàu, mong mẹ có thể trả chứng minh nhân dân cho mình. Lần khác, My cứ trách cha ruột đã đứng sau ekip truyền thông báo chí, tố cáo Thiền Am bên bờ vũ trụ là một cơ sở giả mạo tu hành, trục lợi từ thiện. Chị Mai cho biết thêm, cảm giác đau đớn nhất trên đời là khi nghe con gái tố cáo cha mẹ ruột của mình. Tôi có nhiều đêm trắng tìm con đến mức suy kiệt, bấn loạn tinh thần. Mỗi lần nghĩ đến Diễm My, tôi không màng ăn uống. Lần nặng nhất, tôi bị thiếu máu phải nhập viện. Nằm trên giường bệnh, tôi nghĩ rằng nếu mình có chết đi cũng không gặp được con. Vì vậy, tôi đã đứng lên, gắng gượng ăn uống, tập đi đứng để lao vào tìm kiếm. Tôi từng nói với My rằng, con ơi, không nơi nào bằng gia đình, chúng tôi muốn dùng tình thương để che chở cho nó. Nếu con có xe duyên với cửa Phật, chúng tôi sẵn sàng gửi con đến chùa để đàng hoàng tu tập. Ở Thiền Am bên bờ vũ trụ, họ không ăn chay, không tụng kinh, không niệm Phật. Mỗi ngày, họ nghĩ ra nội dung để đăng video lên YouTube. Tôi đã nhiều lần gọi điện đến Thiền Am bên bờ vũ trụ, nhưng họ không bắt máy. Công an đã vào cuộc, nhưng Diễm My đã trên 18 tuổi. Lực lượng chức năng không thể can thiệp đến quyền tự do của con bé, bà Diễm My cho biết thêm. Theo lời kể của ba mẹ Diễm My, trước khi quyết tâm tu tập tại Thiền Am bên bờ vũ trụ, cô là một người con rất ngoan hiền, hiếu thảo. Khi những thông tin về Diễm My mang thai rồi sinh con xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội, cả anh Thắng và chị Mai đều rất đau lòng. Hai lần điện thoại về nhà, Diễm My đều dùng sim rác nên bố mẹ không thể nào liên lạc lại được. Đến nay, mọi đường hướng tìm kiếm đều đi vào ngõ cụt. Cũng theo chị Mai, trong 6 tháng ở nhà, Diễm My đã làm kế toán để phụ giúp gia đình. Mỗi tháng chị trả cho con 8 triệu đồng, My đã tích góp được số tiền khoảng 40 triệu đồng trước khi bỏ đi. Trước đó, con bé đã từng nhảy lầu bỏ trốn nhưng trở về trong đêm. Làm cha làm mẹ, thấy con mình như thế thì còn nỗi đau đớn nào hơn. Tôi đã đọc về những thông tin họ tố cáo ông Lê Tùng Vân trên mạng những ngày qua. Khi biết những thông tin này, tôi lo lắm. Hằng đêm, tôi cầu nguyện trời Phật che chở cho con mình. Tôi sợ cuộc đời Diễm My sẽ mờ mịt. Nhưng nếu nó có bầu bí, tàn tật, ốm đau ra sao đi nữa, nó vẫn là con tôi,
chúng tôi vẫn dang rộng vòng tay đón cháu về. Tôi cam đoan với trái tim người mẹ, chị Mai nói. Trước đó, tịnh thất Bồng Lai đã được xác định không phải là cơ sở thờ tự thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Công an tỉnh Long An cho biết, trong tịnh thất Bồng Lai có 18 người, trong đó có 6 trẻ nhỏ. Toàn bộ những đứa trẻ này đều có cha mẹ sống tại đây. Vụ việc Diễm My, cô gái từng khiến tịnh thất Bồng Lai, hay còn có tên gọi khác là Thiền Am bên bờ vũ trụ Đại Náo, lại một lần nữa trở thành chủ đề thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Bố mẹ cô gái cũng đã có mặt trong buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng và tường thuật lại vụ việc dưới góc độ cá nhân. Đến nay, cha mẹ của Diễm My vẫn cho rằng tịnh thất Bồng Lai đã khiến con mình u mê. Họ kêu cứu với cơ quan công an trong thời gian dài. Họ dẫn cả người thân đến tận nơi tìm con, dẫn đến xô xát vào cuối tháng 10 năm 2019, nhưng không có kết quả. Gần đây, những lùm xùm trước kia liên quan đến tịnh thất Bồng Lai một lần nữa được lật lại và khiến nhiều người chú ý. Đang nói, trong đó có một đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh một cô gái, được cho là Diễm My, đã xuống tóc, quỳ trước thầy ông nội Lê Tùng Vân, người đứng đầu tịnh thất Bồng Lai. Hiện nay, cha mẹ và cả gia đình đều không biết thêm thông tin gì về cuộc sống và nơi ở của Diễm My. Để tìm hiểu rõ hơn về những chiêu trò ghê rợn ở tịnh thất Bồng Lai, mời quý vị theo dõi ngay sau đây. Trong cáo trạng truy tố 6 trên 7 bị can trong vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức cá nhân xảy ra tại tịnh thất Bồng Lai, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Các bị can bị truy tố gồm Lê Tùng Vân sinh năm 1932, Lê Thanh Hoàn Nguyên sinh năm 1990, Lê Thanh Nhất Nguyên sinh năm 1991, Lê Thanh Trường Dương sinh năm 1995, Cao Thị Cúc sinh năm 1960 và Lê Thanh Nhị Nguyên sinh năm 1998. Riêng bị can Lê Thu Vân sinh năm 1957 hiện chưa xác định được chỗ ở nên chưa tiến hành các thủ tục tố tụng theo quy định. Bị can này là mẹ ruột của ba bị can Nhị Nguyên, Hoàn Nguyên và Nhất Nguyên. Theo cáo trạng, năm 2014, Cao Thị Cúc từ huyện Cần Đước, tỉnh Long An đến xã Hòa Khánh Tây mua nhà và chuyển hộ khẩu về đây để xây dựng, sửa chữa, làm điểm tu trái phép. Đến năm 2015, Lê Tùng Vân bán nhà ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, rồi cùng các bị can Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, Trùng Dương, Lê Thu Vân, Nhị Nguyên và một số người khác chuyển đến sinh sống tại hộ bà Cúc. Trong thời gian sinh sống, Lê Tùng Vân tự đặt tên hộ của bị can Cúc là tịnh thất Bồng Lai. Đến đầu tháng 1 năm 2020 thì đổi thành Thiền Am bên bờ vũ trụ. Bị can Vân sau khi về tạm trú tại hộ bị can Cúc đã hành nghề nhận nuôi con nuôi làm từ thiện. Tuy nhiên, thực tế đa số trẻ sinh sống trong hộ bị can Cúc đều có mẹ đi cùng, không phải là trẻ em cơ nhỡ, không nơi nương tựa. Tại đây có 18 người đang cư trú, trong đó có 6 trẻ em đều có mẹ ruột cùng tạm trú. Thời gian qua, nơi đây bị tố là lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi, cơ nhỡ, không nơi nương tựa để kêu gọi lòng tốt của mọi người trong và ngoài nước, giúp đỡ nhằm trục lợi cá nhân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, dư luận xã hội. Đặc biệt, nhóm người tại tịnh thất Bồng Lai đã sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội cá nhân khác nhau, đăng nhiều video với nội dung không đúng sự thật về diễn biến vụ việc xảy ra tại đây. Lúc đầu, do chưa hiểu rõ vấn đề, bản chất nên dư luận ủng hộ tịnh thất Bồng Lai. Tuy nhiên, sau khi nhiều báo thông tin về việc chấp hành đăng ký tạm trú, tạm vắng và đăng ký nhận con nuôi không tuân thủ quy định của pháp luật và những chiêu trò lợi dụng tôn giáo, lợi dụng nuôi trẻ mồ côi để trục lợi, gắn mác tu hành nhưng lại sinh hoạt, sinh sống như những người bình thường, thì dư luận xã hội đã hiểu rõ bản chất, hoạt động của nhóm tịnh thất Bồng Lai nên đã chuyển hướng sang lên án phê bình. Ngày 1 tháng 1 năm 2020, Lê Tùng Vân đã làm lễ đổi tên tịnh thất Bồng Lai thành Thiền Am bên bờ vũ trụ. Bên cạnh đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin tố cáo các hoạt động nhận nuôi trẻ sai quy định, lừa đảo, quan hệ với trẻ vị thành niên bị bệnh tâm thần và các hoạt động phức tạp của Lê Tùng Vân trước đây. Về việc này, cơ quan chức năng ở Long An cũng nhận được nhiều thông tin ở nhiều nơi gửi đến phản ánh tố cáo ông Lê Tùng Vân với nội dung tương tự như trên mạng xã hội. Trong khi đó, liên quan đến tôn giáo, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An đã có văn bản khẳng định tịnh thất Bồng Lai không phải là cơ sở tư viện hợp pháp do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh quản lý. Những người đang sinh sống và sinh hoạt tại đó không phải là tu sĩ Phật giáo, do đó không liên quan đến sự quản lý của giáo hội. Sự việc mang tính chất lợi dụng hình thức tu sĩ Phật giáo để lừa gạt lòng tin của tín đồ Phật giáo để trục lợi. Gã chủ thầu xây dựng tên Hiệp mời tôi về nhà. Căn biệt thự ở đô thị mới phía Tây Hà Nội, đầy đủ tiện nghi và bài trí rất đẹp.
vốn có kiến thức và thẩm mỹ, Hiệp dành hẳn khu vực giữa nhà để bày đồ gốm, cả đồ cổ lẫn đồ hiện đại. Chính giữa đám đồ gốm đầy tính nghệ thuật đó xuất hiện một chiếc hộp hình trụ bằng nhôm, kiểu đồ hộp của lính Mỹ ngày trước. Chiếc hộp này chẳng ăn nhập gì với những đồ vật xung quanh. Thấy ánh mắt tò mò của tôi, Hiệp với lấy chiếc hộp xuống nói: "Đây là kỳ vật của em, có người gạ bán mấy chục triệu nhưng em từ chối đấy." Nắp hộp được mở ra, bên dưới lớp khăn bong trắng muốt là một mớ vỏ đồ hộp chồng lên nhau. Hiệp lần lượt nhấc chúng ra xếp lại với nhau. Sau chừng một phút, trước mắt tôi hiện ra một chiếc bếp dầu được gia công rất tinh xảo bằng vỏ đồ hộp. Hiệp nói: "Không phải đồ chơi đâu nhé, nó có thể dùng để nấu được đấy. Trước đây thỉnh thoảng em vẫn đổ dầu vào nấu lẩu cho bạn bè thưởng thức. Nhưng sau này thấy phí quá nên em lau sạch sẽ cất đi làm đồ lưu niệm. Nó được làm từ tay của một tù nhân vào kho như là đi chợ. Cái này được làm từ lần nhập kho thứ hai của gã. Đến lần thứ tư thì gã gặp em, được em giúp đỡ nên mang ơn. Sau khi hai anh em mãn hạn, gã tặng em làm kỷ niệm. Cái bếp này bây giờ thành đồ độc vì công nghệ đã bị thất truyền. Gã đã mất mấy năm rồi. Gã này lúc gặp em trong tù đã hơn 50 tuổi, nhưng lúc nào cũng gọi em là anh, xưng em. Trong tù xưng hô với nhau theo cấp bậc và sự nể trọng, chứ tuổi tác không có nghĩa lý gì. Gã vừa ra tù, bí bách quá đi tìm gái làng chơi. Chả hiểu bị nó lừa thế nào, đến lúc thanh toán gã bị thiếu tiền, thế là cãi nhau. Gã nóng tính thẳng tay vào mặt con bé kia chảy cả máu mũi. Nó xé quần xé áo chạy ra đường hét toáng lên là bị hiếp. Gã đó đen đủi, lại bị vào kho thêm mấy năm nữa. Khi gã đó vào tù, em đã được lên chiếc xe thồ. Gã đã có kinh nghiệm, biết cách xưng hô nên không bị đánh phủ đầu ngay. Nhưng đến lúc trình diện, gã vừa khai: "Thưa các anh, em phạm tội hiếp dâm." Thì cả lũ rú lên đầy phấn khích. Thằng thì bắt gã chịu hình phạt ngay, thằng thì bảo gã kể lại tường tận vụ đó cho anh em đỡ thèm. Cuối cùng, để giữ nội quy, gã bị xử phạt trước và kể chuyện về vụ hiếp sau. Hình phạt của gã phải nói là khủng khiếp. Em tin rằng ai mà nghe kể chắc có bệnh hoạn đến mấy cũng không dám làm cái trò bỉ ổi đó nữa. Một thằng xe tải mặt non choẹt có nhiệm vụ xét xử hỏi gã hiếp dâm đáng tuổi bố nó: "Mày bị bao nhiêu năm?" "Dạ thưa anh, em bị 18 tháng." "Đem dụng cụ ra đây." Dụng cụ mà thằng xe tải nói là một đôi dép nhựa. "Tụt quần ra." Thằng xe tải quát. Trong khi gã hiếp dâm còn đang ngần ngừ, chưa tụt quần, thì một thằng xe thồ đã ốp đôi dép vào hai bên thái dương của gã để thông tai. "Mày đã nghe rõ chưa con?" Gã hiếp dâm tai ù đặc, nước mắt giàn giụa nhưng vẫn phải ngoan ngoãn trả lời: "Dạ, em nghe rõ rồi ạ." Nói rồi gã răm rắp nghe theo lệnh. Thằng xe thồ cầm một chiếc dép, ngửa phần đế lên trên, kê xuống bên dưới thằng nhỏ của gã hiếp dâm. Một thằng xe thồ khác thì cầm chiếc kia giơ lên cao chờ lệnh. Cả phòng chợt đồng thanh vang lên tiếng ù ề ù như trong phim bao công xử án. Án của gã hiếp dâm là bị đánh 18 trượng, tương xứng với số tháng mà gã phải thụ án. Lệnh vừa ban, thằng xe thồ nện những chiếc dép xốp thẳng vào thằng nhỏ của gã. Bốp một tiếng, gã hiếp dâm rú lên, khom người rút của quý khỏi thớt là chiếc dép xốp. Cả phòng lại cười rú lên man dợ. Một thằng đạp vào mông của gã hiếp dâm nói: "Còn 17 trượng, cố lên con." Cả phòng cổ vũ nào, tiếng ù ề ù lại vang lên. Thụ được nửa số trượng thì gã hiếp dâm đã nước mắt nước mũi nhòe nhòe trên mặt. Con giống của gã đỏ tấy, sưng to gấp nhiều lần lúc bình thường. Cả lũ mặt giặc trong phòng cười hô hố khoái trá. Ước chừng gã đã già cả, không đủ sức để thụ án. Một thằng xếp tuyên bố cho hắn nợ để dành trò vui cho hôm sau. Nhưng gã hiếp dâm vẫn chưa được tha, gã vẫn còn phải thực hiện một cuộc trình diễn nữa. Một thằng hỏi: "Mày biết bài hát Con chim non không?" "Dạ em có ạ." Gã hiếp dâm không dám từ chối. Thế là một thằng lấy dây chỉ buộc thằng nhỏ của gã vào giữa sợi dây, hai đầu buộc vào khuỷu tay. Thằng đó bắt gã vừa hát bài Con chim non vừa phải múa từ đầu phòng đến cuối phòng. Gã hiếp dâm vừa mếu máo hát vừa phải giang tay ra làm động tác chim vỗ cánh.
Cứ mỗi bước đi, gã phải vỗ cánh một lần. Gã trần như nhộng, trên đầu đã hai thứ tóc, mà phải nhảy nhót và hát con chim non trên cành cây, hót véo von, trông hài hước vô cùng. Mỗi lần vỗ cánh cái của nợ đã sưng tấy của gã, bị sợi dây giật bên này, bên kia, hết sức khốn khổ. Đấy là chỉ em nhìn thấy khốn khổ, chứ đối với cái lũ mặt giặc kia thì đó là một tiết mục văn nghệ đặc sắc nhất thế giới. Chúng ôm bụng cười nghiêng ngả, có thằng cười bò lăn bò càng, ngã cả xuống sàn bê tông. Em cũng phải cố mà cười theo vì sợ bọn chúng để ý thái độ. Cũng may mà hôm sau, khi được kể lại câu chuyện tội lỗi gã hiếp dâm, được lũ mặt giặc thông cảm, một thằng sếp lên giọng giảng giải về tội lỗi và giảm án cho gã không bị xử trượng nữa. Nhưng gã vẫn bị đập mấy phát dép vào đầu để chỉnh não cho đỡ ngu. Lũ sếp ở đây vào tù cũng đủ loại tội. Thế nhưng chẳng hiểu sao, khi xử lính mới, chúng luôn sử dụng giọng rất cao đạo, cứ như là mình tốt đẹp lắm. Về sau em mới biết chúng thường bị án nặng, từ mấy chục năm đến chung thân. Chúng có phần hối hận và muốn quên đi tội lỗi của mình. Chúng tự cho mình là người đã gột sạch lỗi lầm và xử những tù nhân mới. Đó cũng là một liệu pháp tinh thần ở cái nơi khổ nhục đó. Chúng muốn răn dạy những tên bị án nhẹ thấu hiểu một điều. Đó là phải biết tôn trọng sự tự do, phải sống thật tốt ở ngoài đời. Vì ở đó có thể còn khốn khổ, thiếu thốn nhưng vẫn là thiên đường đối với chúng. Em biết là trước đó, những tên tội phạm hiếp dâm còn bị xử nặng hơn nhiều. Chúng thường bị bạn tù nhỏ ni lông đốt chảy vào của nợ. Vết thương rất nặng và để lại hậu quả vì bị nhiễm trùng và bị biến chứng. Nhưng hình phạt đó thường bị quản giáo phát hiện vì để lại dấu vết. Bọn chúng nghĩ ra cách đánh bằng trượng và tiết mục con chim non. Cách đó vừa vui vừa không để lại dấu vết nào. Của quý của nạn nhân sẽ hồi phục trở lại hình dáng bình thường sau một ngày. Kể cả nếu quản giáo có biết thì cho kẹo nạn nhân cũng không dám khai là bị xử. Họ sẽ bịa ra một lý do nào đó, ví dụ như bị ghẻ, bị côn trùng đốt, đúng chỗ hiểm. Họ cũng phải học thuộc lòng nội quy, có mắt như mù, có tai như điếc, có mồm như câm. Hay đối với ban, phải ăn gian nói dối, đối với đồng đội phải tuyệt đối trung thành. Kẻ nào mà chót quên lập tức bị xử rất nặng. Có những tù nhân lớn tuổi, nhưng vào kho, phải cun cút thưa gửi các anh. Em ở ngoài đến bữa cơm chẳng bao giờ mời bố mẹ được một câu, nhưng vào đó thì bữa nào cũng phải lễ phép. Em mời các anh ăn cơm ạ. Nói năng với các anh thì phải khoanh tay, cúi người cực kỳ lễ phép. Trong khi trước đó ở bên ngoài em toàn cãi bố mẹ. Hóa ra trong tù, nó cũng giáo dục được em rất nhiều. Em biết yêu thương cha mẹ hơn, biết yêu cuộc sống hơn, biết thèm lao động và thấy những hành động nông nổi của mình quả là ngu xuẩn. Tòa án Hà Nội ngày 13 tháng 6 năm 2016 đưa Nguyễn Văn Thường sinh năm 1988 và Nguyễn Quang Thảo sinh năm 1990 cùng chú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội ra xét xử tội cố ý gây thương tích. Theo cáo trạng, trại tạm giam số 3 Công an Hà Nội tiếp nhận và đưa 11 phạm nhân vào buồng giam T1 để quản lý. Trong các phạm nhân này có Nguyễn Văn Thao sinh năm 1972, quê Hà Nam đang chấp hành án về tội cố ý gây thương tích. Nguyễn Văn Thường đang chấp hành án tù về tội tổ chức đánh bạc. Nguyễn Quang Thảo đang chấp hành án tù về tội trộm cắp tài sản. Ngày 14 tháng 10 năm 2015, bà Nguyễn Thị Việt sinh năm 1959 và Nguyễn Văn Hưng sinh năm 1987 đến trại tạm giam thăm gặp Thường. Trong lúc thăm gặp, Thường đã nhờ Hưng mua và gửi 1 cân thịt chó, 3 lít rượu, mấy cái bánh gối, bàn chải đánh răng, khăn mặt và hướng dẫn anh Hưng gửi vào trại bằng cách đưa đồ qua đường nước chảy từ hố ga chuồng lợn của trại. Khi đưa vào bên trong sẽ có người lấy và chuyển vào buồng giam cho Thường. 10 ngày sau, Hưng mua thịt chó, rượu và làm các cách hướng dẫn của Thường. Ở bên trong trại, Nguyễn Văn Dương sinh năm 1992, quê huyện Mỹ Đức, Hà Nội, đang chấp hành án tại trại giam số 3 và đang làm ở đội bếp được Thường nhờ và đưa đồ vào buồng giam. Sau khi nhận, Thường và Thảo bày mâm cùng các phạm nhân trong buồng giam ăn uống. Trong lúc ăn uống, Thao nói với phạm nhân Nguyễn Văn Hạnh về việc trước đó dù đêm đã khuya nhưng Thao vẫn nói chuyện to làm không ai ngủ được. Tuy nhiên Thường và Thao can và cho rằng em nó còn trẻ, sắp hết án nên bỏ qua. Tiệc rượu thịt chó tàn khi các phạm nhân đi nghỉ thì Thường nói với Thao, lớn rồi, già rồi, còn em nó ít tuổi thì thôi. Nghe thấy vậy Thao lập tức văng tục và dọa, đứa nào động vào người tao. Nghe thấy vậy Thường liền đứng dậy liên tục dùng chân đạp vào mặt Thao. Thảo cũng hùa vào tấn công đàn anh ở cùng buồng giam. Thấy vậy các phạm nhân khác lao vào can ngăn thì cùng lúc cán bộ quản giáo đi qua và phát hiện sự việc.
Thao được đưa đi cấp cứu tại y tế trại và sau đó chuyển xuống bệnh viện quân y 103. Đến ngày 26 tháng 10 năm 2015, Thao tử vong. Bị truy tố tội cố ý gây thương tích ngày 13 tháng 6, Tòa án Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Văn Thưởng 13 năm tù giam, Nguyễn Quang Thảo nhận án 10 năm tù. Đối với hành vi của lãnh đạo cán bộ quản giáo trại tạm giam số 3 Công an Hà Nội trong ca trực ngày 24 tháng 10 năm 2015 để các đối tượng đưa vật cấm vào buồng giam ăn, uống dẫn đến đánh nhau, hậu quả phạm nhân Thao tử vong. Ngày 26 tháng 10 năm 2015, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã tách ra thành vụ án khác để chuyển cho cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tiếp tục điều tra xử lý sau. Nguyễn Văn Dương, sinh năm 1990, trú tại xã Tân Dân, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương, thú nhận với chúng tôi. Anh ta không phải là người đồng tính. Sinh ra ở Hải Dương, trong một gia đình, bố mẹ đều làm nông nghiệp. Lên cấp 3, Dương bắt đầu học hành sa sút, đam mê điện tử, rồi bỏ học. Không tiền, không việc làm, Dương lang thang ra Quảng Ninh làm thuê trong một nhà hàng ở Bãi Cháy. Được một thời gian, không chịu nổi cực khổ, Dương lại bỏ việc ra Móng Cái. Trong lúc đang lang thang đi tìm việc làm ở đây, hắn gặp anh Trần Chí Thảo, sinh năm 1978, ở thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, là ông chủ chuyên đánh các hàng đầu mối từ Nam ra Móng Cái, đưa sang Trung Quốc. Anh Thảo cho hắn ăn, cho hắn tiền và nói rằng muốn nhận hắn vào làm việc. Khi đi với anh Thảo, Dương mới biết người đàn ông dáng to cao da ngăm đen, đầy vẻ nam tính này lại là người đồng tính. Dù không thuộc thế giới này, Dương vẫn chấp nhận qua lại với anh Thảo để moi tiền. Ngày 10 tháng 12 năm 2011, anh Thảo rủ hắn ra Móng Cái chơi và quan hệ đồng tính. Quá trình ở cùng với anh Thảo, Dương biết anh Thảo có nhiều tiền, xe máy đẹp nên nảy sinh ý định giết anh Thảo để lấy tài sản. Ngày 12 tháng 11 năm 2011, khi anh Thảo từ trong phòng trọ đi ra cửa không để ý, Dương từ phía sau dùng dao nhọn đâm vào nách trái của anh này. Bị đâm bất ngờ, anh Thảo bỏ chạy thì bị Dương đuổi theo, đâm liên tiếp đến chết. Hắn lấy chăn phủ kín xác nạn nhân, sau đó thay quần áo lục soát lấy 450 triệu đồng, hai điện thoại di động và xe máy của anh Thảo rồi phóng về Hải Dương, trốn vào căn chòi ngoài đồng, nhịn đói và nhổ trộm khoai sống để ăn. Nhưng tội ác của hắn đã sớm bị phát hiện. Cuối năm 2011, Dương được đưa vào trại giam ở chung với tử tù Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1958, trú tại phường Gia Sàn, thành phố Thái Nguyên, một kẻ buôn ma túy khét tiếng. Hơn 6 năm trong tù, biết chắc mức án tử hình đã tuyên, vậy mà Hải vẫn giật mình hàng đêm mỗi khi nghe tiếng cửa sắt lách cách mở. Mở mắt thức dậy, nhìn thấy ánh sáng mới chắc chắn rằng mình còn sống thêm được ngày nữa, Hải chậm rãi nói. Hải là tên xã hội đen khét tiếng mà còn sợ mức án tử hình đến thế, nên với một kẻ non nớt như Dương, nỗi sợ được nhân lên gấp nhiều lần. Dù 2 năm đã trôi qua, nhưng ám ảnh về hành động mất nhân tính đó chắc là chẳng khi nào hết. Mỗi khi màn đêm buông xuống, gương mặt anh Thảo lại hiện về trong trí tưởng tượng của Dương khiến hắn mất ngủ triền miên. Dương bị ám ảnh lúc anh Thảo kêu cứu van xin hắn đừng giết anh, nhưng vì sợ để anh Thảo sống thì hắn sẽ bị phát hiện nên Dương cố giết anh bằng được. Em sợ lắm, Dương cúi gằm mặt lí nhí, làn da trắng xanh như nhợt nhạt hơn, đôi mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt không ngăn được sau bao tháng ngày biệt giam không có người trò chuyện, cứ tuôn ra. Trung tá Nguyễn Văn Sắc kể, như các tội nhân mang án tử khác, Hải và Dương thường ngủ vào ban ngày. Buổi tối nếu mệt thì ngủ tiếp ngay sau bữa cơm chiều. Còn từ sau 22 giờ thì tất cả các tội nhân đều thức. Ngày nào cũng vậy, Hải Dương cùng thức dậy lúc 6 giờ. Công việc đầu tiên là tập thể dục, đặc biệt là xoa bóp cho cái chân bị cùm. Nếu không làm như vậy thì chẳng bao lâu chân sẽ bị teo đi do không được vận động, Hải nói. Mọi công việc vệ sinh cá nhân đều diễn ra nhanh chóng trên chiếc giường xi măng. Tới khoảng 7 giờ, có người phục vụ là một phạm nhân khác có án nhẹ hơn, thu dọn phòng và lấy phiếu ăn. Sau bữa ăn, hầu hết thời gian còn lại là nằm, ngồi, nhớ, nghĩ và sợ hãi. Mỗi lần nghĩ lại hành động tàn ác của mình, em rất hối hận, không hiểu sao lúc ấy mình lại ra tay lạnh lùng như thế. Mẹ em khóc nhiều lắm, nghĩ đến ngày không còn trên thế gian này, em chỉ xin tạ tội với gia đình anh Thảo và với mẹ của em. Xin bà hãy tha thứ cho đứa con bất hiếu này, Nguyễn Văn Dương bật khóc. Ngày 10 tháng 12 năm 2011, anh Thảo gọi điện rủ Dương ra Móng Cái quan hệ và hứa sẽ cho Dương 2 triệu đồng. Dương ra Móng Cái, đến phòng trọ của anh Thảo tại tầng 3, công ty du lịch cựu chiến binh thuộc khu 4, phường Trần Phú, ăn ở và quan hệ đồng tính nhiều lần với anh Thảo. Khi biết anh Thảo có tiền và xe máy, Dương nảy sinh ý định giết anh Thảo để lấy tài sản.
Để thực hiện mục đích, Dương đã chuẩn bị sẵn một dao nhọn chờ cơ hội. Khoảng hơn 6 giờ ngày 12 tháng 12 năm 2011, Dương nói phải về quê dự đám cưới. Anh Thảo đã đưa cho Dương 500.000 đồng. Khi anh Thảo đi ra cửa phòng, Dương từ phía sau dùng dao đâm vào nách trái của anh Thảo. Anh Thảo sợ quá kêu lên, bỏ chạy vào phòng tắm, bị Dương đuổi theo đâm nhiều nhát. Anh Thảo chạy tiếp ra giường ngủ, thì Dương vẫn đuổi theo, đâm liên tiếp vào người anh Thảo. Khi thấy anh Thảo không còn phản ứng gì, biết anh Thảo đã chết, Dương mới dừng lại rồi lấy chăn phủ kín người anh Thảo. Sau đó, Dương thay bộ quần áo có dính máu và lục soát tài sản, lấy đi visa, trong đó có giấy tờ tùy thân, một đăng ký xe mô tô Novo biển kiểm soát 14H86423, hai thẻ ATM, hai điện thoại di động 450.000 đồng, một chiếc túi da và chùm chìa khóa của anh Thảo. Xong xuôi, Dương đóng cửa phòng, xuống tầng 1 lấy xe mô tô của anh Thảo đi về Hải Dương. Qua cầu bãi cháy, Dương đã vứt bộ quần áo dính máu, giấy tờ của anh Thảo và chùm chìa khóa xuống biển. Chiều ngày 12 tháng 12 năm 2011, Dương bán hai chiếc điện thoại di động cướp được cho Lưu Thanh Đồng, trú tại thị trấn Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương, được 1,95 triệu đồng. Ngày 18 tháng 12 năm 2011, Dương đi xe của anh Thảo về bãi cháy Hạ Long, bán cho bạn là Trịnh Văn Năm được 9 triệu đồng, rồi đi Hà Nội. Ngày 20 tháng 12 năm 2011, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp Dương, thu giữ tang vật gồm ví, hai thẻ ATM mang tên anh Thảo, một con dao nhọn có vết máu, một điện thoại di động và tiền bán xe máy còn lại là 6,5 triệu đồng và thu hồi chiếc xe máy Dương đã bán trước đó. Ngày 27 tháng 7 năm 2012, Dương đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đưa ra xét xử. Sau khi đánh giá tính chất hành vi phạm tội và các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Văn Dương tử hình về tội giết người, 5 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt chung bị cáo phải chịu là tử hình. Đồng thời, tòa buộc Dương phải bồi thường cho gia đình anh Thảo 113 triệu đồng. Rồi đây, Nguyễn Văn Dương sẽ phải trả giá đắt cho hành vi phạm tội của mình, nhưng nỗi đau mà Dương để lại mãi mãi còn dai dẳng, không chỉ với gia đình nạn nhân mà với chính những người sinh thành ra bị cáo. Trong trại tạm giam, cho dù Dương có hối lỗi thì tất cả đều đã quá muộn. Đã nhiều năm trôi qua, thế nhưng vụ án xâm hại bất thành, giết cả hai mẹ con rồi đốt xác phi tang vẫn được người dân thôn Kỳ Sơn, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định kể lại như để nhắc nhở mọi người tránh xa tội ác. Theo người dân địa phương, trước khi gây án, hung thủ là người trưởng thôn mẫu mực, được mọi người tôn trọng. Trong khi đó, hai mẹ con nạn nhân là người hiền lành, thật thà. Ngôi nhà của nạn nhân và hung thủ cách nhau khoảng 50 mét. Hai gia đình trước đó có quan hệ hàng xóm láng giềng, rất thân thiết. Khoảng 19 giờ ngày 14 tháng 1 năm 2011, Nguyễn Văn Lợi, sinh năm 1954, là trưởng thôn Kỳ Sơn, đang đi bộ từ nhà cha đẻ về nhà mình thì gặp bà Đỗ Thị Thìn, sinh năm 1964. Do thầm thương trộm nhớ bà Thìn đã lâu nên Lợi nảy sinh ý định vào nhà bà để thỏa mãn dục vọng mà bấy lâu kìm nén. Sau khi đột nhập, quan sát kỹ càng và thấy trong nhà không có ai ngoài bà Thìn, thủ phạm liền xông tới, dùng hai tay ôm lấy người bà và bắt đầu giở trò sàm sỡ. Đáp lại, bà Thìn kiên quyết chống cự và dọa rằng, ông là trưởng thôn mà làm vậy, ngày mai tôi tố cáo cho dân biết. Sau này, thủ phạm khai rằng sự phản ứng quyết liệt của bà Thìn khiến mình cảm thấy hụt hẫng và bẽ mặt. Sĩ diện và nỗi lo sợ bị mọi người biết việc sàm sỡ của mình đã khiến Lợi quyết định sát hại bà Thìn để giấu kín mọi chuyện. Thủ phạm nhặt khúc cây có sẵn trong nhà, đánh vào đầu khiến bà Thìn gục ngã. Khi nạn nhân nằm bất động, Lợi tiếp tục đánh nhiều nhát nữa đến khi bà này tắt thở mới dừng tay. Lúc này, con gái bà Thìn là cháu Trương Ngọc Đoan Trâm, sinh năm 2005, đứng ở cửa nhà sau, thấy mẹ nằm bất động nên khóc gọi mẹ. Sợ cô bé làm lộ mọi chuyện, Lợi bước đến, tiếp tục dùng khúc cây đánh vào đầu cháu bé, làm cháu bé chết tại chỗ. Sau khi tước đoạt mạng sống của hai mẹ con bà Thìn, sát nhân máu lạnh tìm cách che giấu tội ác của mình. Lợi tạo hiện trường giả bằng cách ẵm cháu Trâm vào giường ngủ trong buồng, lấy dầu hỏa, tưới lên giường và đồ đạc trong phòng, rồi phóng hỏa. Lợi tiếp tục lấy chiếc mùng đang cháy ra nhà sau, quấn vào đầu bà Thìn để đốt xác. Xong xuôi đâu vào đó, thì Lợi nhanh chân tẩu thoát khỏi hiện trường. Khi về nhà, mặc cho mọi người hô hoán chữa cháy, Lợi vẫn đứng chơ chơ đứng nhìn như chẳng có chuyện gì. Mặc dù xóa hết mọi dấu vết bằng cách đốt xác phi tang, nhưng thủ phạm vẫn không thể qua mặt được cơ quan điều tra.
Theo kết quả giám định pháp y, hai mẹ con bà Thìn tử vong do bị chấn thương sọ não, vỡ lún xương sọ, đồng nghĩa với việc hai nạn nhân chết trước khi bị thiêu cháy. Từ chi tiết mọi người trong xóm đều tham gia chữa cháy, duy nhất mình ông trưởng thôn đứng nhìn. Sau hơn một tháng điều tra xác minh, cơ quan công an đã tìm ra được kẻ thủ ác, chính là Nguyễn Văn Lợi. Tại phiên tòa sơ thẩm, ông Lợi thừa nhận hành vi giết người với lý do bản thân là trưởng thôn nên không thể bị tố cáo. Vì dục vọng thấp hèn mà gây tội ác man dợ, Lợi bị tòa tuyên án tử hình về tội giết người. Không bằng lòng, Lợi kháng cáo. Tại phiên xử phúc thẩm vào ngày 13 tháng 12 năm 2011, Tòa án Nhân dân tối cao tại Đà Nẵng đã phán quyết giữ nguyên bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Định, tuyên xử bị cáo hình phạt tử hình. Sau hơn 2 năm ngồi trong trại giam, ngày 13 tháng 12 năm 2013, tử tù Nguyễn Văn Lợi được di lý từ trại tạm giam Công an tỉnh Bình Định lên tỉnh Đắk Lắk để thi hành bản án tử hình về tội giết người bằng hình thức tiêm thuốc độc. Trước đó 10 ngày, Hội đồng thi hành án tử hình tỉnh Bình Định đã thông báo cho gia đình tử tù Lợi về việc nhận xác thân nhân về chôn cất sau khi thi hành án theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, mãi qua ngày 10 tháng 12, Hội đồng thi hành án vẫn không nhận được phản hồi từ gia đình. Đến nay, ngôi mộ của tử tù Nguyễn Văn Lợi đã được xây khang trang. Tuy nhiên, nằm ở cuối góc nghĩa địa, dưới chân núi, không khí lạnh lẽo nên chúng tôi cảm nhận được một sự u buồn pha lẫn u ám ở nơi này. Theo nhân viên quản lý nghĩa địa, việc xây dựng được gia đình tiến hành một cách lặng lẽ, dường như gia đình không muốn để người ngoài biết. Ngôi nhà của tử tù Nguyễn Văn Lợi nằm giữa thôn Kỳ Sơn. Hôm chúng tôi đến nhà, bà Nguyễn Thị Hiền, sinh năm 1966, là em gái của Lợi, đang loay hoay quét nhà. Thấy chúng tôi vào, người đàn bà này có vẻ e dè, nhưng sau hồi lâu được thuyết phục, bà từ tốn tiếp chuyện chúng tôi. Theo bà Hiền, vợ ông Lợi mất năm 2000 vì bệnh ung thư. 4 năm sau, ông gái nghĩa vợ chồng với một người phụ nữ không chồng khác, nhưng người này cũng mất sau đó ít lâu vì bạo bệnh. Từ đó, ông ở vậy, nhưng thời gian sau lại thầm thương trộm nhớ bà Thìn. Nhiều lần ông tìm cách thả câu, nhưng bà Thìn không đồng ý. Lúc ấy, ba người con đời vợ trước của ông, hai người có chồng có vợ ở riêng, nên nhà chỉ có ông và con trai út là Nguyễn Thúc Định, sinh năm 1990. Sau khi xảy ra sự việc, vì xấu hổ trước việc làm của cha mình và vì ngôi nhà bị niêm phong, nên anh Định đi lưu lạc khắp nơi, làm thuê kiếm sống. Đang ngồi trò chuyện, một thanh niên chạy xe máy từ đầu cổng vào. Chúng tôi nghĩ ngay, đó là Định. Qua mấy lời trò chuyện, anh Định cho biết lúc cha mình gây ra tội ác, chính anh cũng không tin vào mắt mình. Vì từ trước, cha anh là một người hiền lành, gương mẫu, ở địa phương ai cũng biết. Thế nhưng, chỉ vì một phút suy nghĩ nông cạn, cha anh lại gây ra tội ác tày trời đến như vậy. Nói về việc không nhận xác cha mình, anh cho biết bất đắc dĩ lắm, gia đình mới phải làm như vậy. Lúc sống, cha tôi gây ra tội ác và bị trừng trị, nhưng lúc đã trở thành cái xác, ông cũng cần được đưa về quê để gần gũi tổ tiên gia đình, chăm lo hương khói. Việc từ chối nhận xác cha là bởi dù thời gian đã qua, nhưng mọi người vẫn chưa quên đi vụ án năm xưa. Đưa xác cha về quê chẳng khác nào khơi lại nỗi đau và sự căm giận trong lòng mọi người. Linh hồn của cha vì thế cũng không được thanh thản dù đã bị trừng phạt. Không chỉ tôi mà cả gia đình đều cảm thấy có lỗi với cha, nhưng lúc đó suy nghĩ mãi mà gia đình không nghĩ được cách nào tốt hơn, anh nói. Anh Định cho biết ba chị em chúng tôi mồ côi mẹ từ nhỏ, một tay cha chăm sóc từ đó đến ngày khôn lớn. Đến khi cha gây ra tội ác bị trừng phạt, sau đó chúng tôi không làm tròn trách nhiệm đưa xác cha về chôn cất là điều tôi cảm thấy bất hiếu. Nhưng cực chẳng đã, chúng tôi mới phải làm như vậy. Tôi lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Sản phẩm lớn nhất đối với tôi là việc bản thân mình chẳng thể làm tròn trách nhiệm của một người con đối với cha. Thông tư liên tịch hướng dẫn tổ chức thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc đã quy định 3 trường hợp không được cho nhận tử thi của người đã bị thi hành án tử hình như sau. 1. Tử tù phạm một trong các tội xâm phạm an ninh quốc gia, các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh theo quy định của Bộ Luật Hình sự. 2. Tử tù bị bệnh truyền nhiễm theo quy định tại điểm A điểm B khoản 1 điều 3 của Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm. 3. Người xin nhận tử thi không phải là thân nhân hoặc đại diện hợp pháp của người đã bị thi hành án tử. Quy định tử tù bị bệnh truyền nhiễm cụ thể là bệnh nào? Các bệnh truyền nhiễm này được quy định tại điểm A, B khoản 1 điều 3 của Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm. Cụ thể, A. Nhóm A gồm các bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, có khả năng lây truyền rất nhanh, phát tán rộng và tỷ lệ tử vong cao hoặc chưa rõ tác nhân gây bệnh,
bao gồm bệnh bại liệt, bệnh cúm AH5N1, bệnh dịch hạch, bệnh đậu mùa, bệnh sốt xuất huyết do virus Ebola, Lassa hoặc Marburg, bệnh sốt Tây sông Nin, bệnh sốt vàng, bệnh tả, bệnh viêm đường hô hấp cấp nặng do virus và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới phát sinh chưa rõ tác nhân gây bệnh. B. Nhóm B gồm các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có khả năng lây truyền nhanh và có thể gây tử vong, bao gồm bệnh do virus Adeno, bệnh do virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người HIV/AIDS, bệnh bạch hầu, bệnh cúm, bệnh dại, bệnh ho gà, bệnh lao phổi, bệnh do liên cầu lợn ở người, bệnh lị amip, bệnh lị trực trùng, bệnh quai bị, bệnh sốt đăng cơ, sốt xuất huyết đăng cơ, bệnh sốt rét, bệnh sốt phát ban, bệnh sởi, bệnh tay chân miệng, bệnh than, bệnh thủy đậu, bệnh thương hàn, bệnh uốn ván, bệnh rubeol, bệnh viêm gan virus, bệnh viêm màng não do não mô cầu, bệnh viêm não do virus, bệnh xoắn khuẩn vàng da, bệnh tiêu chảy do virus rota. Làm sao thân nhân biết được người nhà của mình sắp bị thi hành án tử hình để viết đơn xin nhận tử thi? Luật quy định trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định thi hành án tử hình, chánh án tòa án đã ra quyết định thi hành án phải thông báo cho thân nhân hoặc người đại diện hợp pháp của tử tù biết để làm đơn xin nhận tử thi. Chánh án tòa án ra quyết định thi hành án tử hình có phải là chánh án tòa án cấp phúc thẩm đã xét xử vụ án hay không? Thẩm quyền ra quyết định thi hành án tử hình không thuộc chánh án tòa án cấp phúc thẩm đã xét xử vụ án. Khoản 1 điều 54 Luật thi hành án hình sự quy định, chánh án tòa án đã xét xử sơ thẩm ra quyết định tử hình án tử hình. Quyết định phải ghi rõ ngày, tháng, năm ra quyết định, họ tên chức vụ của người ra quyết định, bản án quyết định được thi hành, họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi cư trú của người bị kết án. Đơn xin nhận tử thi của thân nhân phải được gửi đến đâu, các nội dung mà đơn cần phải có. Theo thông tư liên tịch số 05/2013/TTLT/BCA/BQP/BIT/TANZTC thì đơn xin nhận tử thi của tử tù phải được gửi cho chánh án tòa án đã ra thông báo trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo. Đơn xin nhận tử thi về mai táng phải có xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã, nơi cư trú. Trường hợp người chấp hành án là người nước ngoài thì đơn phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam của nước mà người chấp hành án mang quốc tịch và phải được dịch ra tiếng Việt. Đơn phải ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận tử thi, quan hệ với người chấp hành án, cam kết bảo đảm yêu cầu về an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường và tự chịu chi phí. Các thủ tục tiếp theo mà nhân thân cần chú ý sau khi đã gửi đơn xin nhận tử thi. Một số thủ tục khác thân nhân cần chú ý sau khi đã gửi đơn xin nhận tử thi. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn của thân nhân hoặc người đại diện hợp pháp của tử thi, chánh án tòa án đã ra quyết định thi hành án tử hình phải thông báo bằng văn bản về việc chấp nhận hay không chấp nhận cho nhận tử thi về mai táng. Nếu không chấp nhận thì nêu rõ lý do. Trường hợp tử tù là người nước ngoài thì chánh án có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Bộ Ngoại giao Việt Nam để thông báo cho cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam của nước mà người đó mang quốc tịch. Cơ quan thi hành án hình sự công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu có trách nhiệm thông báo cho người có đơn đề nghị ngay sau khi thi hành án để đến nhận tử thi về mai táng. Việc giao nhận tử thi phải được thực hiện trong thời hạn là 24 giờ đồng hồ kể từ khi thông báo và phải lập biên bản có chữ ký của các bên giao nhận. Hết thời hạn này mà người có đơn đề nghị không đến nhận tử thi thì cơ quan thi hành án hình sự có trách nhiệm mai táng, không tổ chức việc giao nhận tử thi người đã bị thi hành án tử hình vào ban đêm từ 22 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau. Trường hợp không được nhận tử thi hoặc thân nhân của tử tù không có đơn xin nhận tử thi thì sau này thân nhân có được nhận hài cốt về an táng hay không? Khoản 2 điều 60 Luật thi hành án hình sự đã quy định, sau 3 năm kể từ ngày thi hành án, thân nhân hoặc đại diện hợp pháp của người bị thi hành án được làm đơn có xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú đề nghị cơ quan thi hành án hình sự nơi đã thi hành án cho nhận hài cốt. Đơn đề nghị phải ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận hài cốt, quan hệ với người bị thi hành án, cam kết bảo đảm yêu cầu về an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường và tự chịu chi phí. Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày nhận được đơn, cơ quan thi hành án hình sự có trách nhiệm xem xét giải quyết. Trường hợp tử tù là người nước ngoài thì đơn đề nghị phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam của nước mà người bị thi hành án mang quốc tịch và phải được dịch ra tiếng Việt.
việc giải quyết cho nhận hài cốt do cơ quan quản lý thi hành án hình sự xem xét quyết định. Vụ án xảy ra sáng ngày 25 tháng 12 năm 2012 tại một con hẻm ở phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Chỉ sau 24 giờ, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Công an Đồng Nai đã phá được án và bắt giữ hung thủ. Phó trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vụ án giết người chặt xác này có tính chất rất nghiêm trọng, thủ đoạn dã man gây chấn động cho người dân. Ban giám đốc Công an tỉnh đã đề ra mục tiêu phá án nhanh, đơn vị đã được Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm Bộ Công an khen thưởng. Tuy nhiên, chúng tôi chưa bao giờ xem đó là chiến công mà xác định đó là nhiệm vụ, trách nhiệm của toàn lực lượng. Khoảng 5 giờ ngày 25 tháng 2 năm 2012, trong không khí se lạnh của buổi sáng Giáng sinh, một số người dân sống tại con hẻm thuộc khu phố 2, phường Bình Đa đi tập thể dục thì hoảng hốt phát hiện hai bao tải rỉ ra máu tươi nằm ở vện cỏ ven đường. Kiểm tra, mọi người kinh hồn bạt vía khi thấy trong bao tải là xác của một đàn ông bị phẫu thuật thành nhiều khúc. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Qua giám định pháp y, cơ quan điều tra nhận định đây là thi thể của một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi. Hung thủ đã dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào ngực khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, kẻ thủ ác phẫu thuật nạn nhân thành nhiều mảnh, vô cùng tàn độc nhằm phi tang. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm, phòng cảnh sát hình sự Công an Đồng Nai, một trong những người trực tiếp điều tra vụ án nhớ lại. Nạn nhân bị cắt rời, không có giấy tờ tùy thân, dấu vân tay của nạn nhân được kiểm tra, nhưng không trùng khớp với những hồ sơ lưu giữ trên hệ thống, khiến cho việc xác định nhân thân rất khó khăn. Khi mọi hướng điều tra đều rơi vào ngõ cụt, thì ban chuyên án bất ngờ được một người dân sống gần hiện trường báo tin, nhìn thấy hai thanh niên chạy xe máy gần hiện trường vào lúc rạng sáng xảy ra sự việc. Xem xét lại hiện trường, các điều tra viên chỉ cho thấy có một con hẻm duy nhất dẫn tới đây. Từ đó, ban chuyên án nhận định nơi nạn nhân bị sát hại nằm không xa hiện trường phát hiện hai bao tải chứa thi thể. Các khu vực dân cư lân cận ngay lập tức được khoanh vùng để truy tìm hung thủ và địa điểm nạn nhân bị sát hại. Hàng chục điều tra viên và trinh sát giỏi đã được huy động để kiểm tra các phòng trọ, nhà nghỉ trên địa bàn. Các thùng rác, bãi rác trong khu dân cư cũng được lật tung để lần tìm dấu vết. Những nỗ lực không biết mệt mỏi trên của cơ quan công an đã có kết quả. Đến 20 giờ cùng ngày, một trinh sát phát hiện vết máu nhỏ đã khô trước cửa phòng trọ của Ngô Văn Tâm, 19 tuổi, quê tỉnh Trà Vinh, Trần Tự Điển, quê tỉnh Bạc Liêu và Bùi Thanh Liêm, quê tỉnh Bến Tre. Phòng trọ này cách nơi phát hiện thi thể nạn nhân 500m. Xem ảnh của nạn nhân do công an cung cấp, chủ nhà trọ xác định đó là anh Bùi Thanh Liêm. Tại thời điểm kiểm tra, Tâm và Điển không có mặt tại phòng trọ. Khi cửa phòng trọ vừa mở thì một mùi tanh lợm của máu xộc vào mũi mọi người bởi dưới nền gạch và tường có rất nhiều vết máu chưa khô. Trong nhà vệ sinh, công an còn thu được mảnh xương sụn nghi của nạn nhân. Hai người ở trọ chung với anh Liêm là Tâm và Điển được khoanh vùng nghi can số 1 của vụ án. Công an tập trung lực lượng để truy tìm hai nghi can này. Hàng chục điều tra viên và trinh sát giỏi đã được huy động để kiểm tra các phòng trọ, nhà nghỉ trên địa bàn. Các thùng rác, bãi rác trong khu dân cư cũng được lật tung để lần tìm dấu vết. Những nỗ lực không biết mệt mỏi trên của cơ quan công an đã có kết quả. Đến 20 giờ cùng ngày, một trinh sát phát hiện vết máu nhỏ đã khô trước cửa phòng trọ của Ngô Văn Tâm, 19 tuổi, quê Trà Vinh, Trần Tự Điển, quê Bạc Liêu và Bùi Thanh Liêm, quê tỉnh Bến Tre. Phòng trọ này cách nơi phát hiện thi thể nạn nhân 500m. Xem ảnh của nạn nhân do công an cung cấp, chủ nhà trọ xác nhận đó là anh Bùi Thanh Liêm. Tại thời điểm kiểm tra, Tâm và Điền không có mặt tại phòng trọ. Khi cửa phòng trọ vừa mở thì một mùi tanh lượm của máu xộc vào mũi mọi người bởi dưới nền gạch và tường có rất nhiều vết máu chưa khô. Trong nhà vệ sinh, công an còn thu được mảnh xương sụn nghi của nạn nhân. Hai người ở trọ chung với anh Liêm là Tâm và Điền được khoanh vùng nghi can số 1 của vụ án. Công an tập trung lực lượng để truy tìm hai nghi can này. Đến 5 giờ ngày 26 tháng 12, công an phát hiện Tâm khi người này đang ngồi uống nước tại quán vỉa hè gần khu công nghiệp Biên Hòa 1. Trong khi đó, Điển cũng bị phát hiện khi đang trốn tại phòng trọ một người bạn gần hiện trường. Cả hai được cơ quan công an mời lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, Tâm và Điển khai nhận trong quá trình ở chung, Liêm là người đồng tính nên thường xuyên dụ dỗ Tâm và Điển quan hệ. Liêm hứa sẽ cho hai thanh niên này số tiền 500 triệu đồng. Tâm và Điển phục vụ Liêm nhiều lần nhưng không được trả tiền nên đã lập kế hoạch trả thù. 23 giờ ngày 24 tháng 12 năm 2012, thấy Liêm về nhà trong tình trạng say rượu nên Tâm và Điển đã dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào ngực anh ta làm nạn nhân tắc thở.
Sau khi sát hại người đồng tính, hai hung thủ tháo khớp tay, chân, phân nhỏ thi thể nạn nhân rồi dùng xe máy chở đến hẻm thuộc khu phố 2, phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa phi tang. Liên quan đến vụ án trong phiên tòa lưu động xét xử vụ án giết người cướp tài sản tại phường An Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai tuyên án tử hình đối với hai bị cáo Ngô Văn Tâm và Trần Tự Điển với hai tội danh giết người, cướp tài sản. Đây là vụ trọng án giết người chặt xác từng gây rúng động dư luận trên địa bàn thành phố Biên Hòa vào cuối năm 2012. Hàng trăm người dân đã đến tham dự phiên tòa. Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, tuy nhiên không thừa nhận chi tiết đã quan hệ cùng giới với anh Liêm như đại diện Viện Kiểm sát công bố trong cáo trạng. Xét thấy hành vi giết người của hai bị cáo hết sức man dợ, gây phẫn nộ dư luận, thể hiện các bị cáo đã mất hết nhân tính, cần loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống cộng đồng, nên hội đồng xét xử đã tuyên án tử hình về tội danh giết người cho cả hai bị cáo, 8 năm tù cho Ngô Văn Tâm, 7 năm tù cho Trần Tự Điển về tội danh cướp tài sản. Tổng hình phạt mà hai bị cáo phải nhận là tử hình. Tội ác kẻ vừa kéo quần lên đã xử ngay bạn tình. Ngày 28 tháng 1 năm 2015, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Bình, 19 tuổi, ngụ huyện Cần Giờ, phạm tội giết người và cướp tài sản. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là dã man, chỉ vì lòng tham mà xuống tay sát hại người vô tội để cướp của. Tuy nhiên, do khi gây án, Bình chưa đầy 18 tuổi, nên hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo 18 năm tù về tội giết người, 4 năm tù tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt Bình phải chấp hành là 18 năm tù giam, mức án cao nhất cho người chưa thành niên. Theo cáo trạng, ngày 9 tháng 10 năm 2013, anh Trần Thanh Vui gặp Bình tại công viên 23 tháng 9, quận 1. Thấy Bình dễ nhìn, người đàn ông đồng tính bắt chuyện rồi làm quen, rủ thanh niên này đi chơi. Sau đó hai người thuê nhà trọ nghỉ qua đêm. Anh Vui hứa cho tiền để quan hệ đồng giới với Bình. Sáng hôm sau, anh Vui đưa Bình đến siêu thị gần sân bay Tân Sơn Nhất cho 50.000 đồng và hứa đến chiều quay lại đón. Lúc này, Bình nảy sinh ý định giết bạn tình để cướp tài sản nên đã mua dao bấm giấu vào người. Chiều tối cùng ngày, anh Vui chạy xe máy đến đón Bình đi ăn uống rồi đến nhà trọ trên phường 13, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Thấy anh Vui coi tivi không chú ý, Bình đã rút dao ra đâm một nhát vào cổ người đàn ông này. Nạn nhân vùng dậy chống trả, liền bị hung thủ đâm thêm nhiều nhát vào người, tử vong tại chỗ. Gây án xong, Bình lục bóp, bên trong có 450.000 đồng, giấy tờ xe cùng điện thoại di động rồi kéo xác nạn nhân vào nhà tắm. Sau đó Bình lấy xe máy của anh Vui tẩu thoát. Sáng ngày 11 tháng 10 năm 2013, nhân viên nhà trọ đi làm vệ sinh, phát hiện có người bị đâm chết nên trình báo công an. Hung thủ chạy xe máy của nạn nhân về nhà ở huyện Cần Giờ. Sau khi tiêu xài hết số tài sản cướp được, Bình bỏ nhà sống lang thang nhiều nơi. Ngày 12 tháng 1 năm 2014, thanh niên này cùng anh trai đến thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang thuê phòng trọ sống. 5 ngày sau, hung thủ bị công an bắt giữ. Sát hại bạn tình đồng tính vì bắt quan hệ tư thế lạ. Ngày 11 tháng 4, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Quách Phước Hồ Tây, 23 tuổi, ngụ ở Đồng Nai. Trước đó, phiên sơ thẩm, Tây bị Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt chung thân về tội giết người, 4 năm tù về tội cướp tài sản. Dù sinh ra trong gia đình không được trọn vẹn, cha bỏ đi, mẹ con Tây tự giàu cháu nuôi nhau, nhưng anh ta vẫn được mẹ và các anh chị lo cho ăn học tới nơi tới chốn. Tốt nghiệp cấp 3, trúng tuyển vào trường Trung cấp Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, Tây khăn gói lên thành phố trọ học. Tuy vẻ ngoài hơi xù xì, nhưng trái tim của Tây chỉ dung cảm với bạn đồng giới. Sợ bị người thân bạn bè xa lánh, Tây lén lút vào các trang mạng dành cho người đồng tính nam để làm quen với những người đồng tính như mình. Tháng 6 năm 2016, thông qua mạng Hornet, trang mạng dành cho người đồng tính nam, Tây làm quen với ông Les Alex, quốc tịch Úc, là chủ một công ty chuyên tư vấn du học ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó Alex thường xuyên nhắn tin rủ Tây tới nhà mình chơi. Khoảng 18 giờ ngày 15 tháng 7 năm 2016, Alex nhắn tin gọi Tây tới nhà và cho biết mình sắp đi nước ngoài công tác, muốn đưa Tây đi cùng, nhưng với điều kiện Tây phải cho Alex quan hệ tình dục. Nghĩ tới chuyến đi nước ngoài miễn phí, Tây vội vã nhận lời. Trước khi hành sự, Alex đề nghị quan hệ tình dục kiểu mới để tạo cảm giác lạ. Rồi anh này lấy dây điện thoại, băng keo trói chân tay Tây lại. Trong lúc quan hệ, do bị đau, Tây yêu cầu Alex dừng lại, nhưng anh này không đồng ý.
Sau khi thỏa mãn, Tây yêu cầu mãi, Alex mới cười chói trò. Tức giận vì hành vi thô bạo của người tình, Tây chồm lên đấm liên tiếp vào mặt Alex. Bị đánh bất ngờ, Alex đe dọa sẽ báo công an. Nghe vậy, Tây xông tới đánh và bóp cổ cho đến khi nạn nhân bất tỉnh, rồi lấy quần lót nhét vào miệng Alex. Thấy người tình đã chết, Tây liền lục túi sách của nạn nhân, lấy đi 2 điện thoại iPhone, dây chuyền, nhẫn đeo tay và 7 triệu đồng cùng nhiều tài sản ngoại tệ khác. Sau đó chạy xuống lấy xe gắn máy của nạn nhân tẩu thoát. Ngày hôm sau, phát hiện thấy trong điện thoại của Alex cài sẵn tài khoản thanh toán qua thẻ Visa card, nên gã này đặt mua chiếc điện thoại có giá hơn 18 triệu đồng. Tiếp đó, gã định sử dụng thẻ để mua hàng thì bị gia đình Alex phát hiện, ngăn chặn việc giao dịch bằng thẻ. Sau gần 3 tháng gây án, ngày 3 tháng 10 năm 2016, kẻ thủ ác đã bị cảnh sát bắt khẩn cấp. Tại phiên tòa hôm nay, Tây tỏ ra ăn năn về hành vi của mình nhưng vẫn khẳng định do bị Alex dùng bạo lực nên cảm thấy đau đớn và nhục nhã nên mới đánh trả chứ không cố ý giết chết nạn nhân. Xét thấy, khi bị cáo gây án vẫn còn non nớt, chưa va chạm nhiều với xã hội, gia đình đã khắc phục được một phần hậu quả cho bị hại, nên hội đồng xét xử đã chấp nhận kháng cáo, giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo, từ tù chung thân xuống còn 20 năm về tội giết người, nhưng vẫn giữ nguyên mức án 4 năm tù tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt cho hai tội mà bị cáo Tây phải chịu là 24 năm tù. Nghe em trai được giảm án, một người chị của Tây chạy vội ra khỏi phòng xét xử bật khóc, hai tay vái lại trời Phật. Hồ Thị Bích Phượng là con đầu trong một gia đình có 3 người con ở quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Lớn lên, mặc cảm vì giới tính thứ ba nên cô ta nghỉ từ năm lớp 11 rồi đi học nghề may. Năm 2004, Phượng quen biết với chị Phạm Thị Giang khi hai người học chung ở lớp thiết kế thời trang. Mặc dù biết chị Trang đã có gia đình và con nhỏ, nhưng Phượng vẫn thầm yêu trộm nhớ và tìm cách tán tỉnh. Cô ta thường xuyên đến nhà Giang chơi, cùng chị Giang đi chợ nấu ăn, đưa đón con đi học, v.v. Cảm mến trước tình cảm chân thành đó, năm 2007, chị Giang gật đầu đồng ý mối tình đồng giới. Từ đó, quan hệ của hai người ngày càng thân thiết hơn. Đến năm 2011, gia đình Giang phát hiện chuyện tình ngang trái nên cấm chị không được qua lại với Phượng. Nghe lời người thân, chị lánh mặt người tình. Nhiều lần tìm cách nối lại tình cảm nhưng bất thành. Khoảng 5 giờ sáng, ngày 14 tháng 7 năm 2011, Phượng đón xe ôm đến nhà người tình ở phường Tân Quy, quận 7 để nói chuyện. Khi đi, cô ta mang theo 3 con dao Thái Lan và 1 con dao phay với mục đích nếu chị Giang không chịu nối lại tình xưa thì sẽ tự sát. Đến nơi, Phượng ngồi đối diện trước cổng nhà. Trong lúc chờ đợi, cô ta nhặt thêm một cây sắt ở đống phế liệu bên đường, giấu vào người. Khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, nhìn thấy cha của chị Giang là ông Phạm Văn Năm ra mở cổng, Phượng liền chạy đến xin gặp người tình. Vốn không đồng ý mối quan hệ này, lại thấy cô ta cầm cây sắt, ông Năm liền truy hô và đánh vào vai trái và sau gáy, làm rơi cái kính của Phượng đang đeo. Người này giật lại cây sắt và đánh vào đầu ông Năm. Trong lúc vật lộn, cô gái rút dao đâm liên tiếp 5 nhát vào người ông, khiến nạn nhân gục xuống. Khi nghe tiếng kêu cứu, chị Giang chạy ra, đè Phượng xuống đất nhưng bị người tình đâm nhiều nhát vào người. Chồng chị Giang là anh Đinh Văn Kiệt hô hoán kêu cứu mọi người. Lúc này, anh Phạm Ngọc Thanh đang uống cà phê gần đó, chạy vào đá con dao mà hung thủ đang cầm trên tay rồi khống chế. Hai nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, ông Năm đã tử vong, còn chị Giang bị thương 17%. Tại phiên xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Phượng tử hình về tội giết người, sau đó bị cáo kháng cáo xin giảm án. Tuy nhiên, ngày 22 tháng 4, Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã bác kháng cáo tuyên y án sơ thẩm với người này. Ngày 15 tháng 1 năm 2014, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai mở phiên xét xử sơ thẩm lưu động tại phường An Bình, thành phố Biên Hòa với Ngô Văn Tâm, 20 tuổi ở Trà Vinh và Trần Tự Điển, 24 tuổi ở Bạc Liêu về hành vi giết người và cướp tài sản. Hai bị cáo này bị tuyên mức án tử hình. Theo cáo trạng, giữa năm 2012, Tâm, Điển và anh Bùi Văn Liêm, 27 tuổi, quê Bến Tre, thuê phòng trọ tại khu phố 3, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, ở cùng nhau. Thời điểm này, Liêm có quan hệ đồng tính với hai người cùng phòng và hứa cho họ 500 triệu đồng. Do Liêm đã hứa nhiều lần nhưng không thực hiện, Tâm rủ Điển sát hại bạn tình. Ngày 24 tháng 12 năm 2012, Tâm và Điển đi mua 4 con dao nhọn về giấu dưới nệm trong phòng. Đêm cùng ngày, Liêm đi uống rượu về phòng nằm ngủ, đã bị hai người bạn cùng phòng dùng dao xông vào đâm chết tại chỗ. Điền xác định đã móc túi nạn nhân lấy 200.000 đồng.
Để phi tang xác, cả hai kéo thi thể anh Liêm vào nhà vệ sinh, dùng dao cắt rời nhiều bộ phận, nhét vào hai bao tải, cột chặt lại. Muốn có xe máy chở xác phi tang, Tâm và Điền mang dao ra ngoài khu dân cư An Bình, khống chế một thanh niên cướp xe máy hiệu. Tuy nhiên, do nạn nhân truy hô nên chúng bỏ chạy. Bản cáo trạng xác định, sau khi lừa được xe máy của nạn nhân, cặp đôi giết người chở hai bao tải chứa xác anh Liêm vứt tại bụi cây ven đường thuộc khu phố 2, phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa. Cả hai sau đó quay về phòng trọ, lau chùi những vết máu, rồi tắm rửa. Sáng ngày 25 tháng 12, người dân khu phố 2, phường Bình Đa phát hiện hai bao tải trên đã báo cho cơ quan công an. Chưa đầy 2 ngày sau khi gây án, cơ quan điều tra tỉnh Đồng Nai đã bắt được Tâm và Điền. Bị ngăn cấm tình cảm, đã có không ít những đối tượng gây ra tội ác vô cùng man dợ đối với cha mẹ người tình. Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn là sự lệch lạc về đạo đức hành vi của một số bộ phận hiện nay. Ở một vụ án khác, trong những ngày cuối cùng của năm dương lịch 2022, những cán bộ cảnh sát công an tỉnh Bắc Ninh, công an huyện Thuận Thành bất ngờ phải đối mặt với một vụ trọng án. Nạn nhân là vợ chồng ông Giang 53 tuổi và bà Hoa 53 tuổi cùng là những giáo viên công tác trên địa bàn xã Mão Điền, huyện Thuận Thành. Trong đó ông Giang tử vong với nhiều vết đâm, còn bà Hoa thì trọng thương. Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện cửa chính cửa nhà ông Giang loại cửa cuốn cơ không có dấu hiệu bị cậy phá. Cửa sau tại tầng 3 mở cũng không tìm thấy dấu hiệu bị phá. Tuy nhiên tại phòng tắm tầng 3, lực lượng chức năng tìm thấy một đôi giày thể thao cũ màu trắng nghi là của nghi phạm. Phòng tắm này cũng có một ô thoáng. Khám nghiệm tử thi, cơ quan chuyên môn đã tìm thấy nhiều vết thương nghi là do dao gây ra. Trên cơ thể ông Giang, tại những vùng trọng yếu như cổ, vai, bụng, nạn nhân được tìm thấy khi đã tử vong tại nền nhà. Với bà Hòa, người phụ nữ này cũng bị đâm vào ngực, gây ra vết thương ở tim dài 2cm. Hiện bà Hòa được cấp cứu điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh nhưng chưa tỉnh. Quá trình điều tra vụ án, xác định kẻ giết người, công an tỉnh Bắc Ninh đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Theo đó, thời điểm vụ án xảy ra là vào ban đêm, không có người qua lại. Hiện trường vụ án cũng diễn ra trong nhà. Hệ thống camera giám sát xung quanh hiện trường rất ít và kém chất lượng. Dấu vết mà nghi phạm để lại là rất ít ỏi. Những dữ liệu tại hiện trường cho thấy, kẻ thủ ác là nam giới, độ tuổi khoảng 30-50, cao khoảng từ 1m65-1m75, mặc quần áo thể thao màu đen, có kẻ dọc phản quang tại đùi trái, chân đi tất màu đen, không đi giày dép. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng công an tỉnh Bắc Ninh đã được sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ thì mỗi thông tin là một mắt xích quan trọng để hình dung ra toàn bộ diễn biến của vụ án. Trên cơ sở khoanh vùng, xác định được các cơ sở nghi vấn và thu hẹp dần với đối tượng gây án. Với quyết tâm phải sớm tìm ra hung thủ, áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định Vũ Đăng Mạnh, sinh năm 1999, trú tại xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh là nghi phạm gây ra vụ án. Mạnh là hàng xóm sống gần nhà nạn nhân, cơ quan điều tra đã vận động tác động người thân của Mạnh thuyết phục nghi phạm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật. Khoảng 18 giờ ngày 30 tháng 12, Mạnh đến trụ sở công an đầu thú khi biết không thể trốn tránh được sự trừng phạt của pháp luật. Tại trụ sở điều tra, Mạnh khai có quan hệ tình cảm với chị Sam 23 tuổi ở cùng xã nhưng không được gia đình cô gái chấp thuận. Thời gian gần đây, Mạnh phát hiện chị Sam chuẩn bị kết hôn với anh Tùng, 24 tuổi, là con trai của hai nạn nhân nên tìm cách ngăn cản chuyện này. Tối ngày 29 tháng 12, Mạnh mặc áo len dài tay, khoác áo gió màu đen có mũ trùm đầu, đeo khẩu trang, mặc quần gió sọc trắng, đi giày thể thao màu trắng, mang theo găng tay ni lông và một con dao bầu loại nhỏ. Khoảng 23 giờ, đối tượng đi bộ từ nhà mình sang nhà ông Cờ rồi trèo theo dây chống sét chui qua ô thoáng phòng tắm tầng 3. Tại đây, đối tượng cởi giày để lại nhà tắm, nhằm tránh gây tiếng động và đợi đến khi cảm thấy có cơ hội gây án. Khoảng 2 giờ, ngày 30 tháng 12, Mạnh mau xuống phòng ngủ tầng 2, nơi vợ chồng ông Cờ đang ngủ. Nam thanh niên dùng dao đâm nhiều nhát vào người ông Giang và bà Hòa. Ông Giang tử vong ngay sau đó, tại hiện trường, còn bà Hòa thì kịp thời bỏ chạy ra ngoài, chi hô kêu cứu. Sau khoảng 15 giờ gây án, nghi phạm giết người đã phải tra tay vào còng, đối diện với pháp luật vì những tội ác đã gây ra. Thưa quý vị, trong cuộc đời này, đến lúc ai đó đã biết nói được hai chữ giá như thì dường như đều đã không còn lối quay về. Đối với những tử tù, kẻ phạm tội chịu bản án cao nhất của pháp luật cũng vậy. Mọi tội ác đều phải trả giá trước pháp luật, mà bản án pháp luật thì dễ trả. Bản án lương tâm thì sẽ đeo đẳng dây vào những kẻ phạm tội đến phút cuối đời. Đó cũng là bài học cảnh tỉnh mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Trong cuộc đời này, đến lúc ai đó đã biết nói được hai chữ giá như thì dường như đều đã không còn lối để quay về.